Xin chào mọi người ạ, tiếp tục video tiếp theo. Đây là video số 774 ạ. Ở đây thì em lô này là có tổng cộng 20 mã cần nhé. Em có một số cây lô rất đẹp mọi người nhé. Cái này là hàng chưa dùng đó, em sẽ giới thiệu ở cuối video. Thì số lượng hôm nay là 20 mã cần. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ giúp em vào số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Video này là 774, mọi người nhắn giúp em cái số video lấy hàng nhé. Và khách ở Đà Nẵng thì có thể ghé trực tiếp nha, shop em ở đường 3 tháng 2 Đà Nẵng nha mọi người. Ghé trực tiếp xem và mua cho nó tiện nhé. Rồi đơn hàng ship toàn quốc thì em sẽ ship code, phí ship mỗi đơn là 30k. Em sẽ đi vào mã đầu tiên. Cái video này em có một cái túi câu rất là xịn đẹp lắm mọi người, cực kỳ chắc chắn nằm tay. Cái này em giới thiệu cuối video nhé. Em đi vào cần trước này, mã cần số đầu tiên. Đây là một cây 1m8 2 khúc màu đỏ trắng. Màu đỏ trắng như thế này, cây này cứng nha mọi người. Cứng một khoảng phải 80-100, khá là cứng luôn. 2 khúc và rất là mới. Cây này chất liệu của nó là fip nha mọi người, fip này. Góc đây. Tay cầm là cán mút xốp, cây này là của HB Concept. Bát là bát hãng, khoen hãng nhé. Taco Bomber 1m8 và khoen nó khoen hãng luôn này. Mới tin nhé, cái này nó không có trầy gì hết. Đây, đọt nó đây, đọt bu ạ, cái này đọt to. Đọt cây này sẽ 3,5 ly nhé. Cứng 80-100, nhẹ của cần là 206g, mã số 1. Cây này giá 300 ạ. Rất cứng nha mọi người. Đó, 80-100 đó, chứ không ít đâu ạ. Cây này cứng. Mã số 1 giá là 300k. Tiếp tục mã 2. Từ mã số 2 trở đi là cần carbon nha mọi người. Mã số 2 thì là một cây cần Hechi 2 khúc, một cây Alpha Tucker 1,5 m. 1,5 m 2 khúc, cây này cứng tầm khoảng 15 nha. Ngọn này. Đó. Khoen bát Fury, phôi cần đẹp nha. Cán gỗ như thế này. Bát là Fury F6. Alpha Tucker 1,5 m 2 khúc. Tem nhãn đầy đủ, dàn khoen là khoen Fury hết nha mọi người. Khoen đầu của nó này, có lõi dạ quang. Rồi, phần ngọn cần đây. Quan sáng, tất cả các khoen này là khoen Fury hết. Rất là nhạt khoen nhé. Đầu bu là Fury 6. Cái này cứng tầm 10-15 thôi, nó không cứng nhiều nhé. Cứng 15 á. Mã số 2 ạ, nhẹ của cần là 90g, giá 500.000. Mã số 2 90g 1,5 m, giá 500.000 ạ. Cây số 3 là một cây ISO. Số 3 cây ISO của Daiwa. Đây. Cây Daiwa hàng của Nhật nha, dòng Daiwa HS. Zoom được size 3,9 m và 3,3 m nha mọi người. Độ cứng là độ cứng 1. 3,9 m, 3,3 m, Daiwa HS Made in Japan. Cái này ngoại hình cũng còn đẹp nha mọi người. Phần tay cầm của nó đây. Bán là Fury, khoen cũng là khoen Fury. Được cứng số 1. Khoen Fury loại xứ xám như thế này. Ngọn em đo được cái này sẽ là 1 ly ạ. Phần ngọn của nó là 1 ly. Tất cả Fury xứ xám và nó không có lỗi khoen nào hết. Ngọn của nó đây. Cái này là dạng ngọn lông phụng nha. Đây, họ lóng phục. Lóng 2 này. Cái này thì các lóng còn đẹp. Đây. Carbon xoắn là xoắn vòng như thế này. Và đây cái lóng zoom, cái gờ zoom của nó đây nha mọi người. Ra hết thì sẽ là 3,9 m. Còn lung gờ zoom ở đây lại thì nó sẽ là 3,30 m. Phôi còn đẹp mới nhé. Mã cần là mã số 3. ISO khoen nhỏ. Cái này nhẹ là 126g nhé, thu gọn là 74cm và giá của cần là 900.000. Mã là mã số 3, độ cứng 1, zoom 3,3 m, 3,9 m, giá là 900, thu gọn 74cm. Tiếp theo mã số 4 là một cây cần rút nha. Cái này là một cây cần rút màu đô rất là đẹp luôn, màu đỏ đô này, độ cứng 30 và 2,1 m. 30, 2,1 m, dòng bát vặn nha. Khoen bát là Fury. Cái này thì cái lớp ni lông nhé, mọi người về bóc ra. Nè, em không có bóc. Honbay. Bát là bát Fury nha. Bát vặn của... bát vặn Fury như thế này. Đè đây và nó đè đây. Bát Fury nha. Dòng bát vặn. Cái này đẹp lắm mọi người. Còn mới tinh nè.
cứng 30 dài 2m1. Dàn khoen cần sẽ là khoen Fury, đầu bu Fury Six, các bu khoen là khoen Fury loại xứ xám nhé. Không lỗ khoen nha mọi người. Đường kính ngọn là 1,9 ly. 1,8 1,9 ly nha mọi người. Đây. Cái này thì ba lóng rút thôi, các lóng là carbon sắn như thế này. Ba lóng rút cứng 20 à cứng 30, dài là 2m1. Mã cần sẽ là mã số 4 ạ. All rounder 32m1, bắt vặn. Ngọn trọng lượng cây này sẽ là 140g, rút gọn là 80cm ạ. Cây này giá 700.000 mã số 4. Số 4 giá 700. Cây số 5 là một cây ISO, cây ISO còn hộp nha, cây này mới lắm mọi người nha. Còn hộp túi và giấy tờ đầy đủ trong đây. Dòng ISO Olympic Century 14m5 nha. Nhẹ là 160g, ngọn 1 ly, gốc của nó sẽ là 23.5 này. Dài là 4m5, thu gọn 104cm, 5 lóng rút. Cứng là 1-2 ha, hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Ghi rõ độ cứng số 1. Cái này là đầy đủ hộp và giấy tờ. Cái này là một cây cần carbon 2 da xoắn ít ở tất cả các lóng. Dạ. Móc nhỏ gọn nha, thấy thông số em đọc ở trên hộp rồi mọi người nhé. Olympic Pad này. Khoen Fury loại xứ xám. Các khoen của cần đây nha mọi người. Khoen xứ xám không có lỗi lầm gì hết. Và ngọn của cần. Ngọn carbon xoắn vòng. Lóng 1, lóng 2 là carbon xoắn vòng kiểu thế này. Từ lóng thứ 3 là carbon 2 da nhé. Đấy, độ mới rất là cao nhé. Hàng này phải 90-95% nha mọi người. Còn đầy đủ phụ kiện. Hộp túi giấy tờ nhé. Độ cứng 1-4m5, một cây ISO khoen nhỏ ạ. Cái này thì sẽ có giá là 900.000 nha mọi người. Mã cần là mã số 5. Tổng thể như thế này. Giá của cần là 900.000. Rồi tiếp theo em lên mã 6 nhé. Gắn đồ chụp vào. Mã số 6 này. Số 6 thì là một cây cần câu tay 8m nha. Cây này á là một cây dài 8m. Cần ra thẳng tưng luôn mọi người. Cứng khoảng 6-7H ạ. Đây, một cây cần tay carbon lóng dài. Có chiều dài là 8m, màu xanh ngọc như thế này nha mọi người. Đây là một cây của hãng OGK. OGK là một thương hiệu của hàng China xuất Nhật nha. OGK này rất là nhiều. OGK là hàng China xuất Nhật hết. Phần tổng thể của nó đây. Chui nó còn mới lắm mọi người này. Chui nó còn mới lắm nha. Phần tay cầm. Đây là một cái lớp nhám. Màu tổng thể nó là màu xanh ngọc nha. Đường kính góc này. Góc nó là 28.4 ly. Có nút cần đầy đủ nha. Nút cần đầy đủ. Cái này có cái nút nữa. Và ngọn của nó đây. Cái này là nguyên bản 100%. Bu xoay 360 như thế này. Ra thẳng tưng rồi mọi người. Ngọn em đo được là 1,8 ly. 1,8 ly nha. Đây, phần ngọn của nó màu xanh ngọc như thế này luôn. Cái lóng nó còn mới lắm nha. Thử bớt vào. Dạ. Nó lóng mới đẹp nha. Đấy, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Rồi cái này sẽ là mã cần số 6 ạ. Một cây dài 8m cần câu tay ạ. Độ cứng tương ứng 6-7H. Hàng của OGK. Trọng lượng của cần là 454g, dài 8m, rút gọn. Cây này thì chiều dài thu gọn là 1m4. Thu gọn là 140cm. Giá cây này là 1.050.000. Giá cần là 1050 nhé, 8m nha mọi người. 1050. Đó mã số 6, tiếp theo mã 7. Mã 7 thì em có một cây của Ruby. Đây là một cây cần câu tay hỗ trợ máy. Cây cần tay máy phụ mọi người. Đây.
Cái này thì là pad titan hàng của Ryobi nhé, bản đặc biệt. Dài 5m30, dòng Ryobi Otoshikomi. Đây. Pad của nó sẽ là pad titanium, chui đây, chui này bạn ok nha mọi người. Còn góc này. Góc của nó là 20.7. Pad kẹp titanium và khoen nó là khoen Fury. Khoen dẫn của nó là khoen xích gông và các khoen bên trong này. Bu của nó cũng là bu vàng nha mọi người. Nó có nó, cái này có nó nút chụp của nó đây nè. 0,7 0,8 ly. Đọt là đọt dạng đọt lông phụng nhá. Ở trên tháp đặt dòng trợ máy thì cây nào cũng vậy nha. Còn tay máy phụ. Đây nha. Cái này ở các lóng nó có đầy đủ đường dẫn lóng nhé, lóng nào cũng có nha mọi người. Đây nè, cây ruby khá là đẹp. Chiều dài là 5m30 nhé. Rồi mã cần là mã số 7 ạ. Nhẹ là 160g, chiều dài thu gọn là 1m17. Cần này giá là 1,5 triệu nha. Mã cần số 7 giá là 1,5 triệu. Cần ra rất là thẳng đẹp nha, cứng tầm khoảng 3 tới 3,5 hạt. Giá là 1,5 triệu. Tiếp theo mã cần số 8. Số 8 là một cây UL của Daiwa 2 khúc như thế này nha. Cái này cái cán của nó là dạng cán cán bần đây mọi người nha. Hàng của Daiwa phôi là màu xanh ạ. Tem nhãn đầy đủ này, phát là của nó phát vặn như thế này. Cái phần bần này người ta có phủ một cái lớp keo bóng lên rồi. Đó, một keo AB bóng phủ lên cần á. Phát là phát vặn. Cái đây thì nó sẽ có thông số là đây là một cây 60 UL là 1m8 nhá, dòng Phantom AT. Bản Area Child Special. Thông số tải là từ 1,5 tới 3,5 gram này, tải mồi này và tải dây là 2 tới 4 LB, hàng này là Việt Nam xuất Nhật nhé. Độ cứng 60 độ cứng UL dài là 1m80. Khoen của nó là khoen xích nha mọi người, khoen Fury xích hết. Đây, khoen cần đây. Khoen đẹp ạ. Màu chủ đạo sẽ là màu xanh đen á, xanh than á. Phần ngọn của cần. Cái này cái lớp bóng ở đây nó hơi bị rụp rụp cái lớp bóng này, cái lớp sơn bóng á mọi người nha. Hơi sơn ở đây một chút ha, rồi kiểu như lỗi hạt nước á, vị trí đây. Còn bên này thì ok này. Còn nguyên bản nha, các khoen đều là khoen Fury xích hết. Cái này còn đẹp. Còn bu là bu xích luôn. Ngọn 1,6 nha, nhẹ 88g nha, mã cần số 8 giá 1 triệu. Mã số 8 giá 1 triệu nha mọi người. UL 1m80. Tiếp theo mã số 9. Số 9 thì là một cây. Cái này cũng 1m. Cái này 1m. Cây của hãng Romarin 1m8 luôn. Cây này cứng L 1m8 2 khúc. Cũng còn mới đẹp lắm nha mọi người. Phần tay cầm cánh cánh xốp, cánh hở như này màu xanh. Cây này thì là khoen bách thường nha. Khoen bách của hãng. Đây là một cây Romarin. Dài là 60 1m8 này. Cứng L Lisetta ATE 60L. Tải mồi mắt là 7g. Tải dây là 2-5LB. Cây này phôi mới cống mọi người nhé, không có trầy xước gì hết. Khoen là khoen hãng nhé. Đây, thông số tải mồi mắt 7g ạ. Trên cần ghi rõ độ cứng L và cây rất là mới nhé. Phần ngọn thì là màu trắng như này. Đồ bô đây. Ngọn nhỏ. Ngọn nó 1,1 ly. Cái này 80g ạ. Nhẹ 80g. Đường kính ngọn là 1 ly 1. Cây này mã số 9 giá là 500.000. Cứng L 1m8 nha. Ngọn nó này. Giá 500. Mã số 10 cũng một cây UL. Cây này là UL. 2 khúc cũng 1m8 luôn nha. Phần tay cầm đây. Cái này là dạng hơi hướng sang màu tím một chút này. Bát là bát vặn, cái này là ở đây bát dạng bát vặn như thế này, cũng là một cây máy đứng 1m8 nhé.
đây nè, 602 dòng Child Step của Suzumi. Suzumi là China xuất Nhật, 2g tới 5g nha. Và line là 2 tới 6 LB, cây này cứng UL. Cái này phố giữa màu hơi ánh tím như này và màu bạc nha. Cái này khoen cũng còn đẹp nha, khoen hãng luôn, khoen hãng phát hãng. Giá cũng là 500.000 nha mọi người. Phơ carbon. Cứng UL. Ngọn 1,2 ly, 1,1, 1,2 ly, mã số 10, 82 g. Giá là 500.000, mã số 10 nhé. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cây cần của Daiwa 2 khúc cần lua mực nha. Đây, cây Daiwa Emeradat. Có túi vải Daiwa nha mọi người. Túi này thì không phải túi zin của cần, nhưng mà là túi Daiwa luôn. Nó về thì nó bỏ trong túi này á mọi người. Còn cái dòng Daiwa Emeradat này thì nó sẽ có một cái túi túi giờ của nó, nhưng mà cái này thì về có túi này thôi. Đây, cây này nó như mới nha mọi người, rất là đẹp. Phần chui đây, chui của nó là dạng mốt xốp cán hở này. Daiwa HVF, thông số của nó ở đây. Cái này model của nó là Emeradat 86MLV, EGI size là file 1.8 tới 3.5, PE là từ 0.5 tới 1.0 nhé. Hàng của China xuất Nhật, mã code của nó này và tem nhãn đây, cái pad đây mọi người. Cái này là dạng đen phối tím rất là đẹp luôn. Daiwa Emeradat ha, hàng một cây thương hiệu, hàng xịn của Daiwa. Đây, Daiwa Emeradat phôi carbon sẵn. Cái này bộ khoen nó cũng rất là đẹp, phôi của nó này, khoen của nó này, khoen Fury nha mọi người, dạng khoen như thế này đó, tất cả là khoen xích hết. Loại xứ bóng lắc, bóng lón nha. Cây này nguyên bản 100%. Nhìn riêng nguyên bản. Cần lua, lua mực ok hết nha. Dài 8,6 ft. Cây này là 2m59 nha. 2m59. Em còn ngọn cần đây. Khoen tất cả là khoen đồng, đồng kiểu khoen. Cái này xoắn lên tới ngọn nha mọi người. Bu cần đây, ngọn là 1,7 ly. 1,7 ly. Cần này thì mã 11 nhé. Nhẹ là 114g. 2m59, 114g. Rất là nhẹ luôn nhé. Daiwa Emeradat. Giá cây này 2 triệu nha mọi người. Giá 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo này, tiếp theo cũng là một cây cần lua mực mã 12, cũng là một cây của hãng Daiwa. Đây là một cây Daiwa EG. Đây, hai khúc như thế này. Màu nâu cánh dáng, tay cầm cán gỗ bần. Đây, cái này phôi cũng rất là mới nha. Daiwa EG, bát là bát bát vạn Fury. EGI Special. Cây cần lua mực luôn nhé. 7,6 ft là 2m28 ạ, 2m28, 2m29. Mô đen đây, 7,6 ft, độ cứng EGI size là 2,5 tới 4, lua mồi là từ 5 tới 25g nhé, tải dây là 6 tới 12 LB. Cây này là hàng của Hàn Quốc xuất Nhật, thông số và thông tin rất đầy đủ ở đây ạ. Phô đây, và khoen cây này là khoen Fury sứ đen, Fury sứ đen như thế này. Đó, phô thì còn bóng đẹp nha mọi người. Đấy, màu cánh dán hết. Nước sơn nó, nước, cái nước phôi của nó còn rất mới nha. Cây này là Bufurisic nha. Bufurisic bóng đẹp. Mã ngọn 1,7 ly, ngọn 1,7 ly. Mã cần là mã số 12, một cây 2m59 nha. 2m29, 7,6. 7,6, 2m29 ạ. Một cây lua mực Daiwa EG nhẹ 134g. Mã 12 giá 1 triệu. Mã cần số 12 giá là 1 triệu ạ. Số 13 là một cây cần cần sub. Đây, 13 cây này cây Daiwa nha mọi người. Một cây sub power Daiwa 25, 4m2. Tay cầm đây, tay cầm của nó là một xốp, nó hơi bẩn một xíu. Phần góc, dòng này Hàn Quốc xuất Nhật nhé. 25, 4m2, made in Korea.
DZ Superpower. Đường kính góc này 21.8, cái này nó có màu bạc phối màu xanh như thế này. Xanh nhạt nhá, khoen bát Fury. Cái này thì nó cũng không có lỗi lầm gì hết. Khoen nó còn khoen Fury sứ xám còn đẹp hết này. Độ cứng 25 4m20. Đường kính ngọn là 2,5 ly, 2,5 2,6 ly. Cá lóng đây ạ. Bên trong cá lóng cây này nó có màu bạc như vậy. Ngoại hình mới nha mọi người. Đấy. Rồi tổng của cần này là có 4 lóng. Cây súp Daiwa. Cứng 25 dài 4m2. Súp Power nha. Tổng thể ạ. Trọng lượng cây cần là 346g, chiều dài thu gọn là 115cm, cần số 13, giá là 1 triệu ạ. Mã 13 giá 1 triệu. Mã 14 là một cây Lumatic Shimano. Đấy, một cây hàng chưa sử dụng nha. Lumatic Shimano còn túi này, tem mát giấy tờ đây. Cái này bản cần 4 khúc nha. Cái dòng này thì nó sẽ không có hộp nhựa, mà nó chỉ có cái túi bãi như vậy thôi nha mọi người. Đó, ở trong đây nó có giấy tờ của cần này. Và tem nhắc đầy đủ luôn. Bản này là S86ML4 là 4 khúc nha. 8,6 là cây này. Đây 2m59 nha, 4 khúc. Thu gọn là 6,19,9cm, 143g, ngọn 1 ly 6. Tải 16-32g, tải dây 42 dB, BE là 0,6-1,5 nha. Túi Shimano màu xanh như thế này. Cái này chưa dùng, còn mới lắm. Nó còn cái ngọn của nó còn bọc cái nhựa cứng bảo vệ ngọn này. Đấy nha mọi người. Mút số cũng còn mới cứng à. Shimano Lumatic 4 khúc. Màu này, màu xanh kim tuyến như này nhá, hàng China xuất Nhật nha, thông số đầy đủ. 2m58 cứng ML, 2m59 cứng ML nhé. Lumatic khoen đây, nó là khoen Fury. Đây hai lóng tiếp theo đây ạ. Đấy, mới cống nha. Rồi cái này mã cần là mã số 14 à, 14 nha mọi người. Mã số 14. Cần này thì thu gọn của nó là 69,9 là 70cm nhé. Và giá cây này là 1.700.000. Giá là 1.700.000 nha mọi người. Mình chưa sử dụng, có túi và giấy tờ đầy đủ hết. Rồi tiếp theo mã số 15. Mã 15 thì em có một cây Kangaroo nhé. Cây này là cây Fly 4 khúc nha mọi người. Đây này, nó có hộp kim loại luôn. Cây khe, cái nắp của nó đây. Có túi đầy đủ hết, bản đặc biệt Kangaroo, bản đặc biệt nhé. Kangaroo Special đây, màu xanh ngọc. Hai đầu ống đây, ống khá là chắc tay, đầm tay lắm mọi người. Ống kim loại nhé. Và cái ra cái túi cần đây mọi người nhé. Này Kangaroo. Cái túi này là người ta làm một cái xốp mút rất là dày. Chia 4 ngăn đựng 4 lóng cần. Cây Fly nhé. Để em lấy ra. Phôi cần nó cũng có cái màu xanh đồng màu túi và hộp cần nha. Cây này 3 khúc mọi người, không nói nhầm nhé, 3 khúc. Cây Fly 3 khúc của Kangaroo nhé. Cái này hàng cũng chưa sử dụng. Đấy. Phần góc của nó này. Dưới chui máy, dưới chui cần nó có ghi nè. Kangaroo sinh 1994 ha. Đó, bản đẹp. Phần bát máy nó như thế này. Gắn bần ha. Cái này là thăng số 4. Cái này là 8103, 8'1", 2m44 nha mọi người. 2m43, 2m44, 8'1". Đó, tem nhãn đầy đủ hết và phôi mới cống nha, màu xanh. Khoen của nó là khoen xích.
Perforizic. Hai lóng tiếp theo đây. Các khoen tiếp theo là dạng khoen dẫn, khoen dấu ngã như thế này. Cái này có phun hộp, phun túi và một cái ống nhôm đựng cần nhé. Ngọn là 1,4 ly. Cái này thì trọng lượng của cần chỉ có là 80 gram nhé. 80 gram nha mọi người. Và thu gọn là 87 cm, 3 khúc. Cây này giá 1,2 triệu, mã cần 15. Mã cần 15 giá 1,2 triệu. Phun túi và ống, cái ống của nó rất là đẹp mọi người nhé. Rồi tiếp theo mã cần số 16. 16 là cây đây. Một cây cần Hechi. Cây Hechi này cũng mới tinh nè. Một cây Hechi Bay Hunter Nagiser 2m7 màu trắng như thế này. Có túi vải nha, có túi vải của nó là túi đen. Đó, túi đen như thế này. Cái này là bản hai ngọn, một cây của Hàn Quốc xuất nhập, có hai ngọn kèm theo, chưa cánh én này, chưa có đối trọng và có hai ngọn kèm theo như thế này. Cái này là dạng Hechi 3 khúc cắm, nó có kèm theo một cái sợi dây bó cần nha, bó cái ngọn ở giữa này. Còn hai cái bó cái lóng ở giữa, còn hai cái ngọn thì nó sẽ nằm ở trong lóng cần nha. Còn bay bát là bát Fury, dài 2m70, tem nhãn đây ạ. Khoen nó là khoen Fury, khoen nó là khoen Fury như thế này. Nó có bốn khoen, à ba khoen ở phần, ba khoen ở phần góc nhé, có nút đầu cần đầy đủ, nút gỗ. Ống giữa ráp vào hết thì nó sẽ được 2m7. Mấy cái này là khoen Fury hết nha, không trầy xước, còn rất là mới luôn nhé. Ngọn nguyên nhé, không có bị hao hụt gì hết mọi người nhé. Một ngọn mềm hơn và một ngọn cứng hơn này. Đây mọi người có thể thấy này, một ngọn to hơn xíu, một ngọn bé hơn. Đấy, ngọn nguyên như thế này. Cái này Hechi cắm 3 khúc 2m70, ngọn cứng hơn của nó phải 0,6 và ngọn bé hơn của nó là 0,4. 0,6 và 0,4 nha mọi người. Hai ngọn này là hai ngọn đặc. Rồi đây là mã cần, mã này là mã cần số 16 nha mọi người. Mã cần số 16 nhé. Cái chiều dài của góc á, cái chiều dài của cái phần lóng góc này á, thì em đo nó sẽ là 1,5 m nha. 1,5 m, còn tổng hết của nó sẽ là 2,7 m. Đó, tổng hết như thế này sẽ là 2,7 m, ráp hết vào là 2,7 m, còn cái phần thu gọn của nó, cái phần góc này là 1,50 m. Cái này giá là 2 triệu nha mọi người. Giá của cần là 2 triệu. Đó là mã số 16. Rồi tiếp theo em lên mã số 17. Mã 17, mã 18 là có một cái, hai cái cây lua. Hai cây lua bản lua suối SUL nha mọi người, hai cây của Shimano. S60UL và 56SUL và 60SUL. Đây hai cây cần lua chưa sử dụng, mới đứng của Shimano. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây em lên cây số 17 trước này, là cây 60 là cây 1,8 m nhá. Mọi người yên tâm về độ mới, cái này là hàng chưa qua sử dụng, còn đầy đủ tem mác giấy tờ. Cái này 1m83, 2 khúc này 94 cm, thu gọn trọng lượng 85 g, ngọn 1 ly 2, góc 6,3, tải màu là 1-3 g thôi, tải dây là 1-3 lb SUL. Cái này là dạng dẻo, siêu dẻo rồi. Đồng giá 1,2 triệu một cần. Em lấy bên trong rồi xem nhé. Ở trong này nó có giấy tờ và nó có túi vải đầy đủ rồi, túi của Shimano luôn nhé. Mọi người lấy size nào cũng được, mỗi cây là em để đồng giá 1,2 triệu một cần nhé. Đây mọi người, chi tiết của nó đây. Đây là cây 1,83 m này. Dòng này là của Hàn Quốc xuất nhập nhé, Made in Korea, Shimano Charai SUL, 60SUL nhé. Góc nó rất là nhỏ luôn. Và khoen của nó cũng là khoen khoen Fury mọi người, khoen Fury xứ xám đây, à lọ xứ đen đây, và ngọn cần đây, nguyên gì nguyên bản ha, bù là bù xích. Giá là 1,2 triệu. Đây là mã cần số 17 nhé. Rồi tiếp theo mã 18 nó cũng tương tự mà nó khác cái chiều dài thôi. Đây 56SUL,
thông số trên vỏ của nó đây mọi người. Cái này là 1m7. 1m7 này. Hai khúc 87 cm, trọng lượng 75 g, ngọn 1 ly 2 góc 6.1-3 g, 1-3 lb nhé. Cũng 1.200k một cân. Có giấy tờ trong đây nhé. Rất là đẹp nha mọi người. Và khoen cũng vậy thôi. Ngoại hình hai cây thì tương đương nhau. Bu là bu xích ha. Bu phù rì xích rồi. Giá 1.200.000. Mã cường là mã 18. Tổng thể đây 1m7. Cái này là 1m7. Rồi tiếp theo mã 19. 19 cũng là một cây cần hàng cần lua chưa sử dụng. Cái này mấy ngang. Dòng Abu Bat Big 3 nhé. Hàng đời cao nha mọi người. Abu Bat Big 3 chưa dùng luôn. Có túi này, túi vải này, cần còn tem mát, hộp cứng đầy đủ. Đây cái túi của nó xịn lắm mọi người nha, cực kỳ dày dặn luôn cái túi không của nó này. Cái bảng bù này túi vải có quay, có cái luôn cái quà sắt này, giấy tờ của nó đây và cái cần đẹp. Cái này 1.700.000 nha mọi người, 1.700.000. Đây, hàng chưa sử dụng đâu, còn tem mát luôn, đầy đủ hết. Abu, logo của nó đây. Abu Bat Big 3, Bat Big 3 nhá. Bat vặn như thế này. Cái này thì thông số là 642ML. ML3 này 6.4 inch, lưu mồi là 1/8 tới 3/8 OZ, tải dây 6 tới 14 lb. Đây thông số trên hộp, đây nào có hộp là em đọc luôn. Đây mọi người nhé, 121 g này, thu gọn là 1m2 khúc, đường kính ngọn là 1 ly 4. Đấy, Abu Bat Big 6.4 inch. Ồ, nó không ghi chiều dài ta. 6 feet là 1m8 43 12, 1m92 1m93 nha mọi người, 1m93. Còn cần đây. Khoen là khoen full reset nhé. Đây này. Tem của nó đây. Abu thì nó là hàng China xuất Nhật. Đây đây đây, thông tin nó để đây mọi người. Giá trên tag của nó này 12.000 yên. Máy 93 nhé. Đây nó để thông tin ở đây. Dàn khoen Fury nhé, cần mấy ngày khoen nó nhỏ hơn. Rồi cái này 1.700.000. Mã cần sẽ là mã số 19 nha. Tổng thể như thế này. Rồi cuối cùng cây số 20. Số 20 thì em có một cây cần Shimano Scorpion. Dòng cần dít, dít cắm gốc nha. Cái này cũng rất là mới đẹp. Đây cái này thì nó về không có hộp túi. Không có hộp túi nha. Dàn khoen là khoen xích luôn. Còn tay cầm là tay cầm cán mút xốp. Pass là pass Fury Shimano Scorpion OCA này. Đẹp lắm mọi người. Cái này mới tinh nè. Máy ngang nhé. Cắm góc máy ngang. Góc như thế này. Và phần ngọn đây. Khoen là khoen Fury xích này. Thông số đây. Scorpion OCA 6922 Veri. Là cái này dài là 6.9 inch, là 2m1 đó mọi người nhé. Dít mồi là từ 28 tới 70 g. Tải dây PE là 0.8 tới 2. Mã code đây. Cái này là hàng máy trên ra băng. Scorpion OCA cần dít máy ngang nha. Và tất cả là dàn khoen Fury xích hết. Đó, cây này ngoại hình mới, rất mới luôn. Cho anh chị có về thì nó không có hộp túi nha mọi người. Em dài em cũng không còn túi dài nữa. Nên là em sẽ bỏ cái bao chống sóc cho mọi người đỡ trầy cần thôi ha. Đây phần ngọn của nó này. Dài 2m1, cắm gốc cần của Shimano Scorpion. Trọng lượng cần là 206 g nhé. Mã cần số 20. Giá của cần là 2.000.000. Giá cần là 2.000.000, mã số 20. Thì cái này, cái ngọn của nó này, chiều dài của cái phần ngọn cần, khi mà thu gọn cần á, là nó sẽ là 1m53 nha. 1m53 là chiều dài của cái phần ngọn cần nha mọi người.
Rồi tổng chiều dài hết thì là sẽ là 2m1. Rồi là mã cuối cùng số 20. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu mọi người cái túi câu nhé. Đây, cái túi câu này. Túi này cực kỳ chắc chắn và rất đầm tay luôn. Không mới tin nhé. Đây là một cây Dream Fishing. Đấy, màu tổng thể là màu đen như thế này. Nói chung là cái túi nhìn hầm hố lắm. Cái phần đai đeo của nó đẹp lắm mọi người này. Tăng giảm đầy đủ nha. Tăng giảm đầy đủ thì nó sẽ có hai kiểu đeo, một á là mọi người có thể đeo qua vai nhá, đeo chéo á, dạng đeo chéo, và mẫu thứ hai nữa thì mọi người có thể tháo ở đây mọi người này. Tháo ở đây cái nút bấm này, tháo ra và di chuyển xuống cái vị trí đây. Đó, hai cái đai hai bên này thì mình sẽ đeo thành nơi bụng, nơi hông á. Ha, kiểu đeo trước ngực bao tử và cái đeo hông đeo bụng, nó có thể cái đai coi này nó làm nhiều kiểu đeo. À, em đo kích thước của cái túi, nó cũng dạ form cũng khá thoải mái nhé, 30cm. 30cm nhưng với mặt này là 20cm. Đấy. Nó có mấy cái cái này cái hãng của nó, còn cái ngăn đầu tiên ở đây nè. Ngăn đầu tiên nhé, cái này chất liệu vải cực kỳ dày nhé, rất là chắc chắn tay luôn. Đó, bên trong đó có ngăn nhỏ như vậy. Rồi cái ngăn chính của nó đây. Ngăn khóa chính của nó đây nha mọi người. Khóa kéo đều ok hết này. Ngăn khóa chính đây, bên trong cũng có ngăn nhỏ nha. Đấy, như vậy. Đó, mặt sau của nó, thì nó có thêm mấy cái chỗ xỏ đai nè. Hai bên thì nó sẽ có ngăn lưới dây rút như thế này. Dây rút nhé, dây rút hai bên ngăn. Đó, bên đây thì nó có một cái ngăn ngăn như thế này. Đó, bên hông nha. Đó, và cái này sâu mọi người nha. Đó, để được rộng rãi lắm. Túi này, mã túi chút, nhắn giúp em mã túi nha mọi người. Túi này em bán là 600.000 ạ. Túi là 600 nha. À, túi như này rất là mới luôn nha. Người chốt thì báo cho em. Rồi em vừa giới thiệu xong lô bao gồm là 20 mã cân. Mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng là liên hệ giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo ạ.